Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở lời dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha, quý vị, quý thầy, thầy phó tế và quý cộng đoàn, đặc biệt là gia đình của tang quyến của bà Maria. Mỗi lần có một người ra đi vĩnh viễn là mỗi lần chúng ta có dịp suy niệm về sự chết. Cái tư tưởng sống chết, chết lúc nào, chết ở đâu, chết ra sao là những tư tưởng không ai mà có một lần nào đó nghĩ tới, dù sống vô tư mấy. Rồi cái ý niệm về đời sau, cái thế giới bên kia mà gọi là underworld, nó như thế nào? Đó là những ám ảnh của đời người, không thể lẩn tránh được, không thể bỏ qua được. Cái chết như một cái hố sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy, biết tìm đâu ra câu trả lời. Chết ra làm sao? Chết rồi đi đâu? Bên thế giới kia là gì? Vì không ai có kinh nghiệm gì về sự chết cả. Vâng, hoàn toàn không ai. Không ai chết rồi lại quay về diễn tả cho chúng ta biết cái thế giới bên kia nó ra làm sao. Đó là điều đáng tiếc. Người nào chết rồi cũng mất hút trong cái thế giới siêu hình, linh thiêng, màu nhiệm, không diễn tả được. Giáo hội dạy về sự chết, nhưng giáo hội không có kinh nghiệm gì về sự chết. Đó là sự thật. Môn học eschatology cũng chỉ là lặp lại những lời giáo huấn mà thôi. Tất cả đều nằm trên lý thuyết, tất cả đều là niềm tin một cách vô hình mà thôi. Chúng ta có thể xin Chúa cho mình cảm nghiệm được, dù chỉ một lần thôi, chết là gì, về thế giới bên kia ra sao. Chứ cũng không nên mãi mãi dục lòng tin một cách điên rồ để chấp nhận những điều mà mình không thể chứng minh được. Bởi vì tôi tin những cái phạm trù tôn giáo, đến với tôn giáo người ta không đến bằng lý trí mà đến bằng cảm nghiệm của con tim. Cho nên vì thế tôi rất là thích đọc đi đọc lại lời nguyện của linh mục Trọng Tước như sau: Lạy Chúa, sống chết là thân phận của con người. Trong cái mỏng giòn của thân phận ấy
nhiều lần tâm trí chúng con hoang mang, lo lắng, khắc khoải. Con dùng trí tuệ để tìm biết về Chúa và về cái chết, chính là lúc con hoang mang thêm. Chỉ khi nào con chạy đến xin lòng thương xót Chúa, con mới được an bình mà thôi. Đứng trước cái chết, con không thể dùng trí tuệ mà phân tích trắng đen được. Lạy Chúa, rồi con sẽ đi về đâu trong cái cõi vô hình kia? Chắc chắn một ngày rồi con sẽ chết. Sự hiểu biết nào sẽ nâng đỡ con lúc con chết? Ai là người sẽ cho con can đảm, bình an, niềm vui và hạnh phúc khi chết? Vâng, câu trả lời chỉ có Chúa. Con cần Chúa ngày hôm nay, ngay giây phút này, để con hiểu mầu nhiệm cái chết, tức là tập sống cho trọn vẹn ngay giây phút này. Xin giúp con sống, sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại, sống từng biến cố buồn vui, sống từng nỗi khó khăn, từng cơn cám dỗ, sống cho trọn vẹn trong tình yêu Chúa, để thấy rằng đời luôn luôn đẹp, đáng sống. Kính thưa cộng đoàn, tôi lại cũng thích câu chuyện phiếm, đã gọi là chuyện phiếm, do một người nào đó đặt ra, của ông Trần Ngọc 12 ở Sydney. Ông thuật lại như sau: có một người đàn ông giàu có đang ở vào phần cuối của cuộc đời, vì bác sĩ tuyên bố ông bị ung thư ở giai đoạn cuối. Ông lo ngại về những gì sắp tới cho ông, cho bản thân mình. Bây giờ là lúc ông quên hết tất cả những lo toan để nhìn về cái bức tường trước mặt. Ông lo ngại về cái cõi đời sau bên kia bức tường có gì. Ông bèn mạnh dạn đến phòng mạch của vị y sĩ gia đình đang chăm sóc cho ông và hỏi: thưa bác sĩ, tôi thật tình lo ngại. Tôi thì chấp nhận tôi chết rồi, nhưng mà những ngày tháng sau khi tôi chết, bác sĩ có cho tôi biết được cái gì ở thế giới bên kia không? Vị y sĩ trố mắt nhìn ông rồi ân cần đáp: thưa bác, quả thật tôi cũng chẳng biết gì. Người bệnh nhân hơi thất vọng nhưng lại tiếp tục hỏi: người có đạo như bác sĩ mà cũng nói là không biết gì xảy ra bên cái thế giới bên kia sao? Vị y sĩ đưa tay cầm cái quả nấm cánh cửa mà nó ăn thông từ phòng mạch ra cái sân sau của căn nhà của ông. Phía bên kia cánh cửa có tiếng loạt xoạt như có ai cào, ai gãi cánh cửa, xen lẫn với tiếng rít. Và ông vặn cánh cửa một cái. Khi cánh cửa vừa mở, một chú chó con xông vào phòng mạch, chồm tới, nhảy xà vào lòng bác sĩ, ra điều rất là hạnh phúc và rất là thú vị. Ông ôm con chó trong lòng, quay về phía ông bệnh nhân. Vị y sĩ nói: bác có nhận xét gì về con chó của tôi không? Thưa bác, nó chưa bao giờ được vào phòng mạch này vì tôi không cho phép nó, vì đó là điều cấm kỵ về vệ sinh. Nó cũng chẳng hề biết có gì ở bên trong này vì nó chưa bao giờ nhìn vào. Vâng, nó chẳng hề biết gì sau cái cánh cửa, ngoài một chuyện duy nhất nó biết là nó ngửi thấy, nó cảm thấy cái mùi của tôi, là cái người yêu thương nó có mặt ở đây. Và như bác thấy, khi cánh cửa vừa mở sang cái thế giới bên ngoài đó là ngay lập tức nó xông vào, nhảy vào lòng tôi rất sung sướng, chẳng sợ hãi gì. Bác biết, tôi dùng cái dụ ngôn rất thô thiển này để thưa với bác rằng tôi cũng vậy. Tôi chẳng hề biết gì ở sau cái cửa của cái chết bên kia sẽ ra sao, nhưng tôi cảm nhận được một điều là có đấng đã dựng nên tôi, yêu thương tôi, đang đợi tôi ở đó. Và như vậy, tôi rất tin tưởng để xà vào lòng Ngài và tìm thấy hạnh phúc. Thưa cộng đoàn, nếu đem câu chuyện này ra nói ở đây thì hơi mạo muội, so sánh không đúng. Tuy nhiên, sự thật là sự cách biệt giữa con người với con chúa, con chó đó, con người với con vật, so với sự cách biệt giữa Thiên Chúa và con người, nó khác xa muôn vạn lần.
tôi thiết nghĩ, giả sử con chó con đang bị xích cổ vào một cây cột, nghe cửa mở nó có chạy vào được không? Thưa không, hai chân nó bị kẹt, hay nó đang vướng bận phải ăn cái gì một cách đam mê, thì chủ mở cửa, nó chần chừ. Bài giảng trên núi, thầy Phó Tế cùng vừa đọc mà chúng ta vừa nghe, cung cấp cho mỗi người chúng ta những chiếc chìa khóa nho nhỏ để tháo gỡ những xiềng xích ràng buộc linh hồn chúng ta, hầu chúng ta nhẹ nhàng, thanh thoát, bay thật nhanh vào bàn tay, vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa khi cánh cửa thế giới bên kia mở ra. Chiều thứ hai, ngày 25 tháng 9, tôi được điện thoại của Thảo Nhung, cho nên tôi có diễm phúc đến thăm bà Huệ lần cuối cùng. Bà nằm trên giường, vẫn có thể nói được chà hồng, vẫn nụ cười ấy, nụ cười quý vị nhìn thấy trên tấm hình. Bà có những nụ cười rất hóm hỉnh và rất tinh nghịch. Tôi dùng chữ đó không sai. Lúc còn sinh hoạt ở hội cao niên, thứ sáu bà lên đây, mỗi lần gặp trò chơi khó thì bà cười rất tinh nghịch và cho xưa cha xin cho đi đái. Thế là bà dẫn đi một số bà khác không chơi nữa, vốn đó để khỏi căng thẳng. Rồi khi chúng tôi phát hiện ra cái điều mà đi tị nạn như vậy thì mấy lần sau chơi là bà lại giơ tay lên. Tôi hỏi phải đi vô kia ông, nói bà không, xin cho ngồi ở chỗ phạt trước để khỏi phải chơi. Chưa thấy bà cụ nào nói giống vậy á, rất là tinh nghịch. Một con người bé bé dễ thương, có lẽ từ lúc ông ra đi bà có nhiều giờ để tâm sự với ông hơn, và nhất là bà đã đóng những chiếc chìa khóa của tám mối phúc thật để bà giữ được niềm vui khi chấp nhận cơn bệnh. Bà sẵn sàng đón nhận các bí tích sau cùng, và bà, chúng ta hy vọng bà xà vào lòng của Thiên Chúa. Thưa quý vị, danh hài George Carlin đã có những đề nghị như sau. Xin quý vị hãy nhớ dành thời giờ mà gần gũi người mình thương mến, bởi vì người ấy không biết bao lâu còn gần gũi với ta. Hãy nhớ dùng vòng tay thật hiền ấm mà ghi chặt họ vào lòng, đang khi họ còn đang ở bên cạnh ta, vì đó là cách thức hay nhất để cầu gì được nấy mà chẳng tốn một đồng xu nào. Hãy dùng những lời ngọt ngào yêu thương mà nói với người ta thân yêu, bởi không biết ta còn gặp họ được nữa không. Hãy cho người bạn đời của mình biết rằng ta yêu thương họ, nhất là hãy nói một cách chân tình và đượm ý nghĩa đích thực. Hãy ôm hôn người ta thương mến cho thật nhiều, vì cử chỉ ấy sẽ hàn gắn những niềm đau, sẽ làm tan bớt những nỗi nhớ, miễn là cử chỉ ấy phát xuất từ trái tim yêu thương chân thật. Hãy cầm giữ và trân trọng từng giây phút được gần gũi người thân yêu, vì một ngày nào đó người mà ta thân yêu sẽ chắp cánh bay, không còn đó để nghe ta. Hãy dành thời giờ không phải để kiếm thêm nhiều tiền, mà là để gieo thêm yêu thương. Đó là những gì có lẽ chúng ta học được từ cuộc đời của bà Maria Phạm Thị Huệ. Tạ ơn Chúa đã cho một người bà, người mẹ và một người vợ nữa. Từ lúc ông ra đi, bà đã vui vẻ ở với con cái cháu chắt. Bà đã làm gương trong cộng đoàn nữa. Bà đã sốt sắng cầu nguyện với Thiên Chúa. Bà đã chuẩn bị mọi con đường để khi cánh cửa mở, bà xà vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Cộng đoàn chúng con cảm ơn bà Maria Phạm Thị Huệ.